Vâng ạ, tiếp tục với cái chủ đề về hình tượng linh vật trong phong thủy, thì thầy có thể chia sẻ rõ hơn về hình tượng đại bàng trong phong thủy đúng không ạ? Vâng, đại bàng hổ báo. Trong phong thủy thì có rất là nhiều loài vật mang ý nghĩa tượng trưng cho sức mạnh đúng không ạ? Tượng trưng cho sự trung thành. Vậy thì đại bàng được quan niệm như nào đấy? Với sự xuất hiện của hình ảnh tượng trưng cho đại bàng ở trong không gian sống thì không chỉ mang lại sự sang trọng mà còn rất là nhiều những lợi ích về phong thủy theo quan điểm của phong thủy tân thời. Và tôi trong thời lượng của chương trình này tôi sẽ nói về quan điểm của phong thủy tân thời chứ không phải phong thủy chính phái nhé. Ở trong phong thủy thì đại bàng tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho sự thịnh vượng, đúng không? Sự phát triển vượt bậc, đặc biệt là đôi cánh với cả cái đôi mắt sắc như dao của đại bàng được cho là có khả năng thu hút về tài lộc, thu hút về vận may, xua đuổi những khí xấu, bảo vệ chủ nhân những điều không hay. Và ở trong Tam Phúc Diễn Nghĩa thì tôi nhớ là có một cái phân đoạn nói về một cái vị tướng của Đông Ngô là đôi mắt sắc như chim cắt, đúng không ạ? Chim cắt cũng là một họ hàng của nhà đại bàng. Tôi sẽ chia sẻ quan điểm của tôi. Ở đây là những cái kiến thức mang nhiều ý nghĩa về quan niệm thôi, chứ không hẳn là gắn liền với một học thuật chính phái nào đó. Nên là các bạn có thể nghe để mà tham khảo và có thêm kiến thức thôi. Tượng đại bàng thì có năng lượng rất là mạnh. Được tin rằng năng lượng nào đó tỏa ra từ cái đôi mắt và từ móng vuốt, từ cặp mỏ, đúng không ạ? Với hình ảnh các cái tượng đại bàng tung cánh hay là đại bàng đứng trên quả cầu, và có cả có những hình tượng đại bàng thì lại bên cạnh con hổ nữa. Thế đây là những hình tượng đều mang ý nghĩa rất là mạnh mẽ, phù trợ thúc đẩy cho sự nghiệp, giúp cho công danh của chủ nhân phát triển vượt bậc theo quan niệm của các bạn. Vậy thì cách đặt tượng hay là tranh đại bàng ở trong phong thủy như thế nào? Có một số hình ảnh phổ biến mà tôi biết đó là có đại bàng ở trên đúng không ạ? Và hổ ở dưới thì chúng ta gọi đây là anh hùng tương ngộ. Còn có một số hình ảnh thì đại bàng đứng độc lập thì phong thủy hay gọi là độc cô cầu bại. Khi mà chúng ta trang trí hình ảnh này mà ở phòng khách thì nó sẽ biểu tượng cho sự kiêu hãnh, mạnh mẽ và nó toát lên một cái gì đó uy nghi, khắc chế đi tà khí, xua đuổi vận xui và ngăn chặn tiểu nhân quấy phá. Chính vì vậy nên là thường các gia chủ hay thích an vị đại bàng ở phòng khách, và thậm chí không phải là chơi tượng mà chơi hẳn con đại bàng thật nhưng mà nhồi bông. Tôi thấy rất là nhiều người hay có như vậy đúng không ạ? Để con đại bàng nhồi bông ở phòng khách xong thì có thêm cả đầu trâu, mặt ngựa, rồi có cả sừng ngà voi giả nữa. Đó là những cái gia chủ rất là hổ báo. Tôi nói là gia chủ rất là hổ báo, nhưng mà thực ra thì ở trong phòng khách của chúng ta ấy, thì là nơi mà chúng ta chiêu đón quý nhân, là nơi chiêu đón quý nhân, nên là những hình tượng mà quá dữ dằn như này thì các bạn nên hạn chế. Mặc dù đây là một trong những cách an vị phổ biến nhưng mà tôi không khuyên các bạn nên đặt ở phòng khách đâu. Và tiếp theo là chúng ta có thể đặt ở vị trí bàn làm việc. Nếu mà không gian phòng làm việc rộng rãi, chúng ta có thể đặt những cái vật phẩm tượng trưng ví dụ như là đại bàng ở trên phòng bàn làm việc thì cũng sẽ rất là tốt, vì bàn làm việc là nơi mà chúng ta sẽ cần nhiều cái nguồn năng lượng tích cực, nhiều cái nguồn năng lượng mạnh mẽ, đúng không ạ? Chúng tôi gọi là nguồn năng lượng hướng ngoại. Khi chúng ta an vị một hình tượng đại bàng tung cánh như vậy, chúng ta sẽ hướng đến những năng lượng dũng mãnh, đúng không ạ? Chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, và đây phần lớn là mang tính chất về tâm lý thôi và quan điểm thôi. Còn đối với cả phong thủy chính phái thì chất liệu sẽ là quan trọng nhất. Chất liệu của vật phẩm đại bàng thì tốt nhất là chúng ta nên dùng những vật phẩm về đá nguyên chất, những loại ngọc bán quý thôi cũng được. Dùng đá bán quý như là đá xếp văn tim hay là đá ngọc hoàng long là năng lượng của nó cũng đã rất là tốt rồi, và những cái chất liệu như vậy các bạn có thể tìm thấy ở rất nhiều nơi, còn ruby thì hơi kém. Và vừa rồi chúng tôi có chia sẻ với các bạn về hình tượng đại bàng chúng ta sẽ quan niệm như thế nào và phong thủy cũng như là an vị như thế nào để mà tốt ở trong căn phòng của chúng ta. Thầy cho hỏi một chút ạ, là cái hình tượng đại bàng thì Hải thấy là nó xuất phát từ văn hóa du mục hay phương Tây, thì trong phong thủy nó xuất phát từ vốn dĩ người ta đã quan niệm là từ xuất phát từ Á Đông, từ Trung Quốc hay là từ Đông Á, thì liệu hình tượng như vậy có bị xem là bay mượn không ạ? Vâng, trước hết là nói là đại bàng là hình tượng của văn hóa Á Đông thì nó là sai, vì
chúng ta thấy từ những cái thời rất là xa xưa, chúng ta đã thấy có cái hình tượng đại bàng ở trong những tác phẩm văn học của Trung Quốc, đúng không ạ? Ít nhất là Thủy Hử, bạn đã thấy cái hình tượng của đại bàng, đúng không ạ? Và rồi đến là những câu chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sau thời hiện đại này. Thực ra thì kể cả là dân du mục là thời năm thế kỷ thứ 13. Thế kỷ thứ 13 là khi mà đế chế Nguyên Mông lên ngôi, đúng không ạ? Thành Cát Tư Hãn. Thì hình ảnh mà Thành Cát Tư Hãn bên cạnh con đại bàng rất lớn cũng là rất phổ biến. Nên là về nói về hình tượng đại bàng này mà của từ phương Tây là thời gian gần đây thôi. Thời gian trước kia thì đại bàng ở khu vực mà Thảo Nguyên của Trung Quốc cũng rất là nhiều. Và cái hình tượng này được coi rất là mạnh mẽ, vì hình ảnh đại bàng là chúa tể của bầu trời. Nên là con người luôn luôn có cái khao khát làm chủ được cái môi trường xung quanh mình. Nên là hình tượng đại bàng là một trong những hình tượng rất mạnh mẽ. Và nó mang đến cái sự, nó mang đến sự tự tin, nó mang đến sự dũng mãnh. Và nó cũng hướng con người ta tới một cái sự tích cực.